sẽ có ba cái chiều hướng. Cái chiều hướng thứ nhất là cái chiều hướng cầu thuận, và cái chiều hướng thứ hai là cái chiều hướng cầu nghịch, và cuối cùng chúng ta có cái chiều hướng là cầu đảo. Ở phía này thì nó ra được một con tứ đỏ nhá. Hiện tại thì cầu đã đổ sang chiều hướng là cầu nghịch rồi. Bây giờ thì mình